tổng hợp những câu nói hay, truyền cảm hứng, có khả năng thay đổi đáng kể cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Các bạn cùng xem nhé! Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc là một con đường. Khi bạn có quá nhiều sự lựa chọn, bạn không biết mình muốn gì. Khi bạn biết mình muốn gì, thì cũng là lúc bạn không còn sự lựa chọn. Sự khiêm nhường thì người ta càng phục, tự khoe mình thì người ta càng khinh. Đừng mơ trong cuộc sống, hãy sống cho những giấc mơ. Đừng bao giờ chia sẻ bí mật của bạn với bất cứ ai, vì đó có thể hủy hoại bạn. Đây có lẽ là lời khuyên quan trọng nhất cuộc đời. Bạn có thể tin vào giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến chúng thành sự thật. Cuộc sống rất đơn giản, nhưng chúng ta cứ bắt nó phải phức tạp. Hôm nay đầy rẫy những khó khăn và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng, nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Chỉ lên tiếng khi bạn thực sự biết lời nói của mình tốt đẹp hơn việc giữ yên lặng. Không tin vào chính mình, tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu. Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi mình thất bại, đây chỉ là bài test của cuộc đời thôi. Đôi khi, phải mất mọi thứ mới tìm thấy chính bản thân mình. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có đôi dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Cuộc đời như một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm. Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Thời gian là miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó. Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật: cứ tưởng như thế là mãi mãi. Đừng buồn vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn. Hãy tự hào vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối, thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ. Chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn. Cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến. Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn những gì bạn thấy và thông minh hơn những gì bạn nghĩ. Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh, hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn. Hãy làm việc khi người khác còn đang ngủ, học hỏi khi họ đang tiệc tùng, tiết kiệm khi họ đang phung phí, và bạn sẽ sớm có được cuộc sống mà họ vẫn hằng mơ ước. Không việc gì phải xin lỗi, chỉ vì bạn có tiêu chuẩn cao. Người thật sự muốn là một phần cuộc sống của bạn sẽ biết cách chạm đến tiêu chuẩn đó. Sai một lần thì có thể cho là tai nạn, nhưng lặp đi lặp lại lỗi sai đó thì chính là sự lựa chọn. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn cứ mãi ủ lì một chỗ, từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi. Nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay hôm nay. Thế giới này cần nhiều người như bạn. Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Người làm việc chăm chỉ sẽ đánh bại người tài năng khi người tài năng không làm việc chăm chỉ.
Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai. Đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên, nhưng bạn vẫn phải trưởng thành. Vì vậy, hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn còn niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh. Điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm. Nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc. Hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Bạn đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn. Hãy kính trọng những sự đố kỵ đó, vì những người ấy chính là những người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ. Có 6 thứ không nên. Không nên đói mới ăn, không nên khát mới uống, không nên buồn ngủ mới ngủ, không nên mệt mới nghỉ, không nên bệnh mới đi khám, không nên già rồi mới hối hận. Hạnh phúc lớn nhất, đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại, bạn thực sự hài lòng với những gì bạn đang có. Dù vất vả, khó khăn, nhưng ta biết trân trọng và yêu thương, thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta. Đừng bao giờ giao bí mật của bạn cho một ai, bởi vì tự bạn còn không giữ được, thì còn trông chờ vào ai kia chứ. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương. Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi. Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Nếu kẻ khác nói xấu bạn, phán xét bạn, mặc dù họ không biết gì về bạn, đừng buồn. Hãy nhớ kỹ một điều, chó sủa khi gặp người lạ. Thành công không phải đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thẳm. Đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước. Không quan trọng bạn phạm bao nhiêu sai lầm, không quan trọng bạn biết đi chậm chạp đến đâu, bạn vẫn chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ cố gắng. Những câu nói hay, ý nghĩa và thiết thực nhất, bạn nên đọc một lần nhé. Sống ở đời, phải từ bi với người già, khoan dung với người mắc lỗi, cảm thông với người khó khăn, bởi lẽ trong cuộc đời sẽ có lúc bạn ở trong hoàn cảnh đó. Trên đời này có hai thứ không thể trực tiếp nhìn vào, một là mặt trời, hai là lòng người.
Đừng buồn vì ai đó bỏ rơi bạn, mà hãy sống sao cho họ buồn vì đã đánh mất bạn. Khi còn trẻ, người ta bán sức khỏe để kiếm tiền, lúc về già lại dốc tiền để mua sức khỏe. Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, chứ không giả tạo, nói xạo để người khác yêu thương. Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là đừng đối xử với nhau một cách rẻ tiền là được. Nóng giận sẽ giết chết bạn từ bên trong. Vì thế, bình tĩnh chính là bài học đắt giá nhất của cuộc đời mà bạn phải học càng sớm càng tốt. Trên đời này, người đàn ông thương bạn vô điều kiện, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi gì ở bạn, chỉ có bố bạn mà thôi. Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai. Lúc khổ chẳng ai thèm nhìn, phất lên một cái, 9.000 anh em. Muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Cố gắng có thể thành công, nhưng bỏ cuộc chắc chắn thất bại. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ. Hãy nhìn xuống để thấy rằng cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người. Và hãy nhìn lên để thấy rằng cuộc đời này ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không cần biết mọi thứ khó khăn đến đâu, hãy luôn vững bước mà tiến lên. Bạn chỉ thật sự thất bại một khi bạn từ bỏ mọi cố gắng. Đối lập với chiến thắng không phải là thất bại mà chính là từ bỏ. Tại sao không khiến mình trở nên ưu tú hơn để thu hút người khác mà lại phải chạy theo đuôi người ta? Đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống được. Chúng ta không ngừng phấn đấu, không phải để thay đổi thế giới, mà để thế giới không thay đổi được chúng ta. Trong thời khắc đẹp nhất đời người, đừng chỉ biết cắm mặt vào di động ấn like cho kẻ khác. Điều đau đớn nhất không phải là bạn đã thất bại, mà là vốn dĩ bạn có thể thành công. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió trong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn, hủy hoại thực tại. Thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ. Đừng nghĩ quá nhiều. Đừng đánh mất bản thân mình khi cố gắng níu giữ người mà không hề quan tâm tới việc sắp mất bạn. Hãy là chính mình. Hạnh phúc không tùy thuộc vào bạn là ai, bạn làm gì, mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn. Nếu bạn cứ tiếp tục ca thán về cùng một nỗi buồn, cùng một việc nhỏ nhặt, bạn sẽ mãi mãi chìm đắm trong thất bại và sống một cuộc đời nhỏ bé. Hãy luôn nhớ rằng, ngay cả một ngày tồi tệ nhất cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ.